Hello, xin chào các bạn đã trở lại chiếc hồ nhỏ nhỏ xinh xinh không dùng CO2 đấy các bạn. Chiếc hồ hoàn toàn không dùng CO2 sau thời gian là hơn 5 tuần rồi, là hơn 1 tháng rồi các bạn. Lều vẫn phát triển bình thường, rất cao, đẹp, đều luôn. Ngọn lều rất cao và to, đó, phát triển mạnh nha các bạn. Đó, các bạn, thấy không? Các ngọn lều mifid phát triển rất là đồng đều và cao. Đó, các bạn. Phát triển rất đẹp nhé. Các ngọn lều mifid phát triển rất mạnh. Đó, mọc rất là cao nha. Không vấn đề gì cả. Rất mọc đều. Đây, ngọn lều mifid đây. Mọc rất cao. Đó, phát triển nhé. Mạnh ơi là mạnh. Mấy chú cá hồng này vẫn phát triển, vẫn bơi nổi tung tăng. Đấy. Bữa trước thì có mấy chú cá xe can do thay nước mạnh quá. Mấy chú giật mình đâm vào kiếng, hôm sau chú nghèo luôn rồi. Nên là nếu mà có các bạn mà nuôi cá mà thay nước thì nên nhẹ tay. Dùng cá xe can là nói chung là rất hiếu động. Mạnh cái là bắt đầu là phi rồi, kiếng cái là hỏng. Hôm sau là chú ra là đi luôn. Cái ngọn lươn mới vít đấy. Đây có chú tép này. Chú tép mũi đỏ đây. Chú tép mũi đỏ này giờ thấy có đèn sáng bắt đầu là ăn rêu các bạn. Đây, tép bụi đỏ. Đây bạn. Có mấy chú tép bụi đỏ mà trốn đâu hết ạ. Trốn đâu hết ạ. Không dùng CO2, hoàn toàn không dùng CO2. Cái này mà có thêm một chút CO2 vào nữa thì cây nó phát triển căng đều mà cao nữa này các bạn. Nhưng mà mình chơi là chơi tự nhiên không dùng CO2 thôi, chơi để cho lêu phát triển bình thường đó, không dùng bất kỳ một miếng CO2 này trong cái hồ này nha các bạn. Hồ vẫn đều bình thường đấy các bạn. Wow, nó xem đấy, hồ phát triển rất xanh, cái ngọn lều này đó, quay sát các bạn, các ngọn lều này phát triển là rất xanh tươi mát, nhìn rất mát mắt, hoàn toàn là bình thường. Ồ, có rồi, chú tép đi đang trên vách đá kìa, có mỗi một chú tép và mấy chú tép nữa là trốn hết đâu rồi. Hồ chỉ có chiếc nọc treo này thôi các bạn nhé. Qua hơn 1 tháng rồi hồ vẫn phát triển tốt, không dùng CO2 mà hồ hoàn toàn phát triển lêu, phát các ngọn lêu phát triển rất là mạnh này các bạn. Các ngọn lêu phát triển rất đồng đều và mạnh. Đẹp không các bạn? Lêu hơi bị đẹp đấy. Lêu này nó phát triển không CO2, nó chậm chậm đi thôi mà hơi đều đấy, không có vấn đề gì cả. Hơn 1 tháng rồi, hồ vẫn bình thường, lêu mọc đều luôn, vẫn tốt, xanh tươi cả. Mấy chú cá sặc vằn này, sặc gấm này bạn. Có thêm miếng hồ cái mới gắn thêm cái cây dương xịt đó cho chú mấy chú tép trốn trong mấy chú sặc này nghịch lắm, toàn cắn mấy chú cá khác thôi. Nếu mà các bạn mà nuôi cá cá màu đỏ đỏ nào nó đỏ thì cá sặc này sẽ cắn dữ lắm các bạn, nên là đừng nuôi chung với cá màu đỏ nhé. Cá này cá sặc chỉ liền liêng thôi, chơi riêng mấy hồ nhỏ nhỏ riêng, nhưng đừng chung với mấy chú cá khác.
sặc, cá sặc này là bắt mấy chú cá kìa, cắn liên tục nguy hiểm lắm. Họ vẫn xanh tươi mướt. Nếu các bạn có nhà ý set up cho mình, đưa cho mình một cái hồ Mirifit, hãy là tự set up mạnh tay các bạn, không sợ đâu. À, không cần cái CO2 nữa. Vẫn bình thường, rêu các ngọn rêu phát triển dày đặc rồi, hơn 1 tháng rồi mà. Đó, rêu vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đó. Nấm tấm bơi bơi nấm tấm này là của cái nọc nó xịt ra đấy bạn, cái xì nó xì ra đấy, đây cái nọc này, đấy nọc treo nó xì cái oxy ra này. Đấy, oxy trong nọc treo nó xì ra đấy. Các bạn căn căn nước từ căn căn cái độ hút, từ độ hút vào và độ đẩy ra của cái nọc treo là nó tự lâu lâu sẽ đẩy ra một cái oxy cho hồ cá. Đó. Cá thở vào đấy các oxy này. Tự oxy tự động trong cái nọc treo đẩy ra nha các bạn, không dùng sủi oxy gì đâu nha. Đó, các bạn xem đó, sủi ra kìa. Đó, thấy không các bạn? Tự sủi đó. Các bạn căn nước, căn độ hút và độ đẩy của cái nọc đó, vặn cái ống nó tự đẩy ra các bạn. À, các bạn thấy không? Nó sẽ đẩy ra các bọt oxy nấm tấm mà cây nó cũng hấp thụ cái oxy từ cái nước trong nước này, các bạn hút rồi. Các bạn thấy tấm tấm nên là cây phát triển nhờ cái nọc oxy nó đẩy ra một phần vào trong nước này. Đó. Nó giống như là cái bong bóng của CO2 mà các bạn hay dùng đó, thấy không? Lấy nấm tấm, hạt nấm tấm cứ bay bụi bụi bay bay đấy, hạt oxy trong cái nọc treo nó xì ra đấy các bạn. Đó. Nọc treo cho vặn chế độ giữa đầu hai đầu và vừa phải, lâu lâu sẽ nó đấy, nó sẽ thổi oxy ra từ cái nọc treo đấy. Đó. Từ thổi bong bóng từ nọc treo đấy. Các bạn xem. Đấy. Đấy, thổi bong bóng ra. Đây nha bạn. Đấy nha. Đó, thổi tự bong thổi bóng và nó hòa tan vào trong nước này, là cây phát triển là cũng nhờ vào sự oxy của cái nọc treo đấy các bạn. Đây các bạn thấy không? Cây đã phát triển và wow. Xanh mướt không bạn? Thấy không? Quá xanh mượt. Đó, thấy các bạn nào. Đó, một số bạn hỏi tại sao mà hồ của mình là luôn cây rêu phát triển bình thường và không có vấn đề gì về chẳng hạn như là đen hay là úng gì đấy, do là cái bộ nọc treo này bạn, mình căn cái nước cái độ xả và độ hút này. Đấy, lâu lâu nó sẽ có cái tấm bọt oxy tự đẩy ra trong cái nọc treo đẩy ra các bạn thấy không? Đó, cái nọc treo này lâu lâu sẽ đẩy cái bọt là khí oxy trong cái nọc treo nó đẩy ra. Đó, làm cây hấp thụ cái nọc treo trong cái oxy trong cái nọc treo là đấy. Hoàn toàn là không dùng CO2 nhé các bạn. Đó. Đấy, các hạt oxy nấm tấm trong nước này nó rất là nhiều nha các bạn, và cái nọc treo nó đẩy ra nha, nên là vừa cá và cây cũng khỏe, không ảnh hưởng gì tới cây. Cây phát triển vẫn bình thường là do cái nọc treo đấy. Một phần do nọc treo nó đẩy lượng oxy ra để có cây hấp thụ. Đó. Đấy, thấy không ạ?
đấy, cái lượng oxy bay 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 là oxy từ cái lọc treo nó cùng theo nước là tạo oxy trong nước. Đây các bạn, đầu cái lọc treo nó phụt oxy ra này. Đây nhé các bạn, đèn nhé, đèn treo đó, hoàn toàn không dùng CO2. Đây các bạn thấy không? Không dùng CO2 gì nhé. Lọc treo này các bạn cứ để ý một hồi là sẽ có oxy theo nước nó chảy ra từ cái lọc treo này. Đó, thấy không? Nên là mình không dùng bộ sủi CO2 là cũng thế. Mình căn cái độ nước vào và nước ra của cái lọc và nó tự tạo ra cái oxy hút cho cái đấy, hút cho dòng nó đẩy ra các bạn. Thấy không ạ? Đó. Nó tự đẩy ra. Đó, thấy không ạ? Quá nhiều đâu. Oxy trong cái lọc treo nó tự đẩy ra. Không? Oxy nó ra thì nó làm cho cây hấp thụ oxy trong nước này, hòa tan trong nước này, và cá nó phát triển bình thường không vấn đề gì các bạn. Đó, oxy lượng oxy là sẽ là hòa tan trong nước và hấp thụ vào cây luôn này. Nên là cây mấy cây ngọn milifit này phát triển rất mạnh. Ok, video mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và hãy đăng ký kênh và chia sẻ, nhấn like ủng hộ dùm nha các bạn. Bye bye các bạn.